Xin chào các bạn, mình đang đứng dưới cây mít nhưng mà mình không có quay món gì liên quan tới cây mít. Hôm nay nhà mình nấu kiểm ăn ha, tại vì gầm sáng thì nấu, các bạn xem video rồi thì trưa thì nấu món kiểm ăn. Mình sẽ quay đây cho các bạn xem nha. Cái này là nấu đậu phộng, nấu đậu phộng cho nó mềm. Đậu phộng ngâm ngâm nước phải không chị? Ngâm nước đêm cho nó mềm rồi mình nấu. Nấu kiểm có khoai lang, khoai cao nè, bí gợ này, chuối sáp này. Nguyên liệu chính là dừa khô, hai trái dừa này khô dữ luôn ạ. Khô dữ luôn á. Phải cao mà. Còn phải môn nó mới bị bự. Thì mình có đậu que nữa, giống nấu canh quá hả? Chắc hạt lựu. Màu để vô cho màu mà. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, có đủ màu hết. Mình không có trái sa kê hả? Không, không có sa kê, không có sa kê. Nấu kiểm hay có sa kê chứ? Sa kê nó gà không có. Ăn bảy mới có sa kê. Nấu kiểm có sa kê nó mới ngon mà này. Không có sa kê em. Không, mùa này đâu có sa kê. Mua trái dừa này ai bẻ mà. Cái thân bảy mới có sa kê. Vậy mua sa kệ cũng được. Kệ đi ha. Sa kệ là cái gì? Là kệ đi á. Kệ đi. Ủa cái này rụng hay bẻ, dâu này dâu bẻ rụng, nó sức cái ai đâu bẻ. Cái này do tình nguyên có nước dừa. Bây giờ nhà bá cao nhiều đó. Vậy đó ai rồi hái nổi. Em có nước dừa hả Quyên? Thiếu màu đỏ nha. Là màu vàng, vàng đậm, vàng ợt, trắng, xanh. Thiếu màu đỏ, màu tím. Đỏ, màu tím là đỏ gì? Đang tím vô đi. Chuối, khoai lang, bí. Ra một nồi luôn. Tao tao nói ít ít mà có được nhiều rồi nè. Hãy
béo ngọt bùi thơm nồng, thiếu cái hương vị nồng hả? Này là béo ngọt thôi, bùi nữa, bùi đậu phộng với khoai là nó bùi, không có nồng cay. Bỏ ớt vô, cay là để ớt vô. Nó là thấm gì ta? Mình dắt nước dảo cho nó đầy cái nồi, nó hơn nửa nồi mình nấu. Rồi nấu kiểm có mướp nè, môn nè, môn ngọt nè, đậu đũa, đậu que nè. Ngon giống như nấu canh chua vậy. Ừ. Nấu đỏ gì mà lạ. Ăn cái này lên ký lắm đó, món này nè. Lâu lâu ăn lần phải ăn hoài đâu mà sợ. Chứ ăn lần một cũng lẽ ăn lần lên ký. Ừ. Chị ăn nhiều ngày nữa. Ăn mấy khúc này là bỏ vô nấu luôn. Lên chị My. Chị hai sắc nấm tai mèo. Tại sao có này nó trắng trắng người ta? Nấm mèo trắng. Có trắng có đen nữa hả? Nấm mèo trắng nấm màu đen. Đây là một tô nước cốt nhất. Đậu phộng chín rồi. Cái kia là khoai mì với lại khoai lang. Thì gần chín mình mới bỏ vô. Nấm mèo trắng bữa sáng mẹ nấu sắp còn nè. Đậu phộng vô đây, để ba này vô luôn. Không quay nha mẹ. Nước mèo luôn hết luôn. Ăn vô nha. Ừ, chấm đi. Nước mèo nó mau chín mười gấp gì. Mèo nó mau. Nó không có giòn á. Ngay nữa, không thấy mèo vô. Sư phụ. Dầu vớt mẹ nữa. Dầu nó đằng len á trên đường lên. Vớt ra. Vớt gì được nữa, nó gã ra trơn này. Chưa có sâu chưa gì trơn, thấy nó mèo vô. Rồi ăn khói nhai. Rồi nở đằng len nó mèo người ta nhắc bỏ vô sâu lên nhắc ra liền. Rồi. Tiêu. Mèo ai bỏ vô chứ. Bỏ một khoai một bán vô là gần chín rồi. Ừ. Gần chín rồi mình bỏ đường vô. Khoai nó ngồi chín hết. Bữa nay mình sẽ chèo hành là một cái món chè. Sau khi cúng xong thì giờ tới phần thưởng thức. Chị Vy ăn mấy chén? Mấy chén ít vậy. Thèm không có cho thêm nha, thà ăn chén bự nha. Rồi cúng chút xíu mà có kiến bò. Ê, bây giờ chưa có ai hết, mình sẽ ăn, tranh thủ ăn nhiều chén.
Có cái quen lạ liền. Hay ta. Cái chén này là làm đâu rồi? Là gì? Cái nào có kiến. Nhỏ nhất thôi. Trời ơi. Nặng chanh nha, nặng chanh nha. Dạ. Ăn cho nó chua. Đi. Mẹ lấy muỗng cho con ấy. Ừ. Nhậu. Cái này chắc không ngon. Ăn thử cục thôi mày. Trời ơi. Gì vậy? Có mấy cái này. Cái đó là bí. Bí. Bí đỏ hả? Ngon lắm. Ừ ơi. Cái gái này mở chân. Chị hai đâu? Chị hai đến tới giờ. Tranh thủ chưa lúc có ai ăn mình ăn nhiều nhiều vô. Béo gì vừa ăn rồi. Béo vừa vừa ăn thôi, có cái béo quá rồi. Đỏ kiểm đâu có nấu béo dữ. Vậy à. Con. Có quay con ăn không? Cái này cũng giống như chú Trưng mà bỏ nhiều thứ. Có đậu que nữa, sao giống chú Trưng rồi. Có bí. Vậy là canh chú Trưng. Canh bí hầm. Nhiều thứ quá kêu bằng kiểu. Rồi vậy nhiều thứ sao không kêu bằng sao bằng thập cẩm gì. Cha cái này là cái gì? Ý hiệu. Ý hiệu cái này là kiểm. Kiểm. Đây là kiểm. Kiểm đây nguyên ăn kiểm. Kiểu gì chỉ đẹp rồi. Nó nguội, nó đặt lên này sớm thì nó lỏng. Chị ăn chén nhỏ vậy? Ừ, ăn chén nhỏ hồi dữ em. Nè, bé Quyên cũng ăn chén nhỏ à. Ăn chén nhỏ mà ăn nhiều chén. Ăn nhiều chén. Ăn là một chén nhỏ mà nhiều chén. Chén của mình hên quá, bột phai bột bán nhiều quá. Chén của này nó không có chuối, bị chuối vậy hai. Không có chuối. Ăn thêm chén nữa đi. Ờ, ăn chén nữa có gì. Ừ. Ăn chén nữa có, ăn chén nữa hả? Ừ. Chiên có chiên không nào con rượu. Cái hộp này à. Đâu trắng á. Một bánh. Nhưng mà nào ăn cũng được cho nó. Ừ, Nguyên có chuối không? Ngọt không Nguyên? Ngon. Dẻo nhưng mà ngọt. Cái này quá trời thứ luôn á. Má ăn quá. Chuối ngon quá nha. Chuối là ngon quá nha. Tám thứ. Ừ. Ăn chén bự không? Một phần ngon luôn. Cái này mà đập đá vô rồi nó chảy thằng lè. chị để ngăn ngăn lạnh nó lạnh chứ còn chị bỏ nước đá vô nó tan ra. Chén này có hập cẩm nè, chén kia nãy bột bán với bột phai không à. Cái gì mà đậu mà cắt khúc khúc chút 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 vậy đó hả? Để dài. Trời, có để dài không à? Trời. Người ta cắt này đá giờ con thấy không? Tại vì nó biết ăn lẫn lộn chân luôn á, nó không bỏ gì chứ. Dễ nuôi mà hả Quyên? Ngán lắm rồi nha. Chín trà đá uống vô. Chín hơi khô quẹt. Dạ có, thay còn cây chúa cá lóc hôm qua đó. Hôm nay ăn thương mà ăn vậy hả ta? Em đúng rồi. Tép, sáng mua 300 gram tép đó, chân Quyên nó ăn nè. Trời, con không ăn đậu. Cái này đã lên nó ăn chay đụng rồi, đụng đâu ăn đó rồi. Rồi em đâu ăn tương. Em đâu ăn tương đâu. Rồi, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.